niềm yêu. Một đời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời. Tổ quốc ta Việt Nam đau mình quân dân tộc đầy vui cho quá nam đau tôi làm Việt Nam đau mình quân xây dựng một tổ quốc sắc anh dương lên xoay khắp trời. Đào Minh Quân anh hùng cứu nhân dân quên thân mình ngày ngày tự do việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui nó xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho tàn nước quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, đòi lại Việt Nam phá tan xiềng xích loài cộng nô. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, không có nhân quyền. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho tàn nước quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, đòi lại Việt Nam phá tan xiềng xích loài cộng nô. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền.
thuyền, nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống ngầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống ngầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống ngầm than, dân không có tự do, thưa Thủ tướng và quý vị khách ở từ xa tới đây, thì hôm nay có hai thành viên mới muốn gửi tặng cho tất cả quý vị từ xa tới đây một món quà, đó là thành viên Nguyễn Tấn và tôi đã gửi lời Thủ tướng. Dạ, luôn tiện kính chúc Thủ tướng dồi dào sức khỏe và hướng dẫn tất cả thành viên mau sớm trở về Việt Nam để bước tới nhận ông ta món quà dùng được chưa đúng một cái này đúng rồi cảm ơn. Bây giờ như thế này, tất cả quý vị thành viên của chính phủ và gia đình, Thủ tướng và phái đoàn ngày hôm nay là một trong những cái ngày rất là vui mừng, là bởi vì càng ngày mình thấy càng có nhiều sự ủng hộ của đồng bào, và quý vị là một trong những người chẳng những ủng hộ mà ủng hộ rất là nhiệt tâm hết mình, đã dấn thân và ghi danh làm thành viên của chính phủ.
và đồng thời quý vị cũng đã tỏ những cái tình cảm bằng những cái món quà. Tất cả những thứ này đó đều là những cái sự gọi là anh cô là chính là khuyến khích và làm cho chính phủ càng thêm tin tưởng. Cộng với tất cả những sự kiện đã xảy ra thì chúng ta chắc chắn rằng khoảng chừng nửa năm sau chúng ta sẽ, nếu không 100% thì cũng là lấy lại đất tổ, không làm cổ dân. Và một lần nữa xin cảm ơn Ngài Thủ tướng đã đến đây, xin cảm ơn ông đại diện và tất cả những người đã góp công trong cái buổi từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Đây là một cái buổi mở màn rất là tốt, một cái điểm rất là tốt là cái đội ngũ của chúng ta ở Minnesota sẽ rất mạnh và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc lấy lại đất tổ, không làm cổ dân. Và xin chấm dứt và xin cảm ơn. Quý vị đứng vào để xin một bức hình kỷ niệm.